Kính chào quý khán thính giả. Chúng tôi là Chu Quang Định. Đây là chương trình truyền hình Công giáo Nguồn sống, hỏi và đáp với Đạo Chúa qua sự bảo trợ của Vietnam Television. Kính thưa quý vị, xin được giới thiệu cha linh hướng của chương trình, Linh mục Giuse Nguyễn Văn Thư. Con xin kính chào cha và xin cảm cha ơn gửi Chúa lời cho chào. Chúng ta lại gặp nhau và xin kính chào quý vị. Dạ vâng. Dạ vâng, thưa cha, trong một cái câu hỏi của lần này thì nó cũng liên hệ đến một cái chương trình hỏi có liên quan đến vấn đề thai nhi đó, nhưng mà mang thai đó, thì cái câu hỏi là tiếng Mỹ nó gọi là surrogate mother đó, tức là motherhood. Mang thai hộ đó, tức là tinh trùng của người đàn ông được cấy vào một cái bào thai của một người phụ nữ khác mà không phải không vợ phải mình. Là vợ mình. Thì thưa cha, giáo hội dạy như thế nào trong trong trường cái hợp chuyện này? Này là một cái loạn quạng của xã hội mới. Dạ vâng. Là cái người mẹ đó, hoặc là vì lý do nào đó đau ốm thì không cần biết, hay là làm biếng không có muốn mang thai. Thế thì đồng ý để cho người chồng mình nhờ bác sĩ đưa cái tinh trùng nó vào tử cung của một người đàn bà khác. Thì cái người đàn bà khác á, là kiếm được ít tiền. Dạ vâng, ký một thế hợp thì đồng ít nó có tiền. vẻ gọi là tiền bạc rồi vật chất là vấn đề làm ăn quá đi. Dạ vâng. Thế thì cái chuyện mà sinh con sinh cái đó, như là anh biết, quý vị biết, là Chúa muốn cho người ta sinh con sinh cái để gọi là có nhiều người trên mặt đất để thờ phượng Chúa Dạ vâng. một cách bình thường. Nếu cái trường hợp này là trường hợp khác mà không sinh con được đó, thì có thể cũng như là một cái tai nạn trên đời. Đấy, thì trước khi nói về cái chuyện mang thai hộ, tôi cũng nói là cái chuyện mà là người vợ của mình đi, nhưng mà gọi cấy tinh trùng vào và vào tử cung đó, nó gọi là cái kiểu như là ống nghiệm đó. Vâng. Thì giáo hội cũng không đồng ý là vì thế này, khi mà cấy tinh trùng vào đó đó, tức là thì cái vấn đề cho nó là thụ thai người nhân ta tạo nhân đấy. tạo đó, Vâng. là cấy thường thường là phải có 4 năm cái tinh trùng đậu đó. Dạ vâng. Thì mới chọn một cái tinh trùng nào mà ngon lành, tại vì nó hay bị hư lắm. Vâng. Thế thì chọn cái ngon nhất, cái tốt nhất, cái khỏe nhất đó, thì giết 3-4 năm cái yếu. Dạ vâng. Tức là khi nó đã đậu thai rồi thì là giết là không được. Tức là Dạ đấy vâng. là cái ở trong ống nghiệm nhá. Vâng. Đấy, thế còn đi mượn người khác để mang thai đó thì lại càng không không có hợp với cái con đường lối tự nhiên Tự tạo nhiên. dựng của Thiên Chúa, Vâng. tiếp tục sự tạo dựng của Thiên Chúa. Cho nên là về tâm lý, về sinh lý, thấy không, đều đều sai, không có tự nhiên. Nó là người ta muốn biến người đàn bà lúc đó, đó, thấy không, là cái máy sinh sản, thì nó không đúng với ý của Thiên Chúa. Đó là sự cắt nghĩa của giáo hội nhé. Dạ vâng. Đó rồi khai thác tiền bạc, nó trở thành như là một với cái món món hàng hàng trao đổi dạ thế vâng nào dạ đó, vâng thì nó không có đẹp tí nào cả. dạ Đó vâng rồi đến cái người mẹ đó, người mẹ thật á, dạ thấy tức là không, người vợ của cái người đó, này này thì chả có dính dáng gì đến cái tinh trùng của chồng, vâng mà cũng chẳng dính dáng gì đến cái gọi là cái bào cái thai trứng và đứa cái trứng trứng và đứa của mình. con mình. Dạ Thế vâng. thì về sau làm mẹ thì nó rất là vu vơ lắm. Đấy, Dạ. thành thử ra cái tình cảm nó cũng sẽ, tại vì nó gọi là cái máu mủ đó, anh biết không? Vâng. Cái máu mủ nó Thành ra lạ. người 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 mẹ đó, người vợ đó trở nên người Nó mẹ là nuôi. không có dính dáng gì Người mẹ cả. nhà. Mà cái người kia đó là người mẹ thật. Dạ. Thấy không? Đó là cái mà không có tốt. Mà anh cứ nhớ là cái tình cảm đó. Tôi cứ nhớ những cái lần mà chiến tranh, xong là xác của cái người binh sĩ Dạ. đưa từ mặt trận trở về nhà đó, Dạ. có khi cả 1-2 tuần rồi đó, khô rồi, nhưng mà đến khi đưa về nhà đó, gặp mẹ ruột vợ vợ của mình hay là anh bố mẹ anh em đó, máu mũi nó chảy ra, Dạ vâng. là vì nó có cái máu mủ, nó À, có cái tình nó khác lắm. tình ruột thịt Còn máu đây mủ. cái, nếu mà cái người mẹ về sau cái bà này sanh hộ xong rồi đưa lại người mẹ nuôi đó, Dạ tôi nghĩ vâng. là về tâm 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 sinh lý người ta bảo cái này không phải là do trứng của tôi, Được, tự dạ. nhiên cái tình cảm nó cũng khác Nó lắm, khác đi. anh thấy Dạ, không? dạ vâng. Đó là cái chuyện mà chúng ta phải hiểu rằng tại sao giáo hội
yêu cầu đừng có làm như vậy. Dạ, vâng. Nếu mà Chúa để cho cách này cách khác mà không có con này thì chúng ta đành nuôi con nuôi. Dạ, vâng. Chứ không có làm cái kiểu đó, nó có vẻ cái máy mất ý nghĩa của vấn đề bố mẹ con cái đấy. Dạ vâng, cảm ơn cha. Dạ vâng. À, thưa cha, bây giờ qua một cái lại câu hỏi mới về các trong đạo người Công giáo mình hay xin các thánh lễ, mà có khi mình xin một cái thánh lễ ta gọi là thánh lễ đời đời đó, thì thường thưa cha, theo theo giáo hội thì cái giáo hội dạy như thế nào, hoặc là cái ý nghĩa gì khi mà xin các thánh lễ đời đời như vậy cha? Tôi xin phép trả lời với anh Định một cách là tôi rất buồn khi nghe có những thánh lễ này. Ừ. Lý do thưa cha? Ở trong giáo hội chẳng có cái chỗ nào mà đưa ra cái chuyện lễ đời đời cả. Ừ. Xin lễ đời đời cả. Rồi cha Ngô Tuân Huấn là một nhà rất là uyên bác về vấn đề giáo luật. Dạ vâng. Mới viết một vài bài về cái vụ này. Dạ vâng. Tôi xin phép là ngài hơi có vẻ gọi là hơi nặng lời một chút xíu với một số dòng. Ừ. Một số dòng cứ gửi thơ đi cho giáo dân ở nơi nọ nơi kia đó. Dạ vâng. Chịu khó gửi tiền về để cho các cha dòng làm lễ đời đời cho. Ừ. Thì theo cái lời của cha Ngô Tuân Huấn, đây là cái sự lợi dụng, ừ, sự hiểu lầm, hiểu sai của giáo dân, rồi để thu tiền về nhà dòng. Ừ. Ừ. Không có cái lễ nào lễ đời đời cả. Yeah. Có linh mục nào, có nhà dòng nào mà sống đời đời không? Ừ. Để làm lễ cho người, ừ, ta không? Thấy không? Mà một thánh lễ đó, trước mặt Thiên Chúa đó, là vì Chúa Giêsu là vị thượng tế, yeah, thì có giá trị tuyệt đối rồi. Yeah. Ừ. Không có cái nghĩa cái kiểu như là phải xin thế này bao nhiêu tiền bao nhiêu tức tiền. Tức là mình không, mình có thể hiểu sai là mình dùng cái tiền bạc để mình đấy, mua cái, ừ, cái ơn mua Chúa cái, mà mua sai. Yeah, vâng. Thí dụ như một linh hồn á ở luyện ngục á, yeah, thì chừng ít năm lên thiên đàng. Yeah, vâng. Thì làm sao mà lễ nào đời đời làm gì đâu, yeah, cần lễ đời đời. Vâng. Mà đã xuống hỏa ngục rồi thì đời đời nghĩa là cái gì? Chẳng ăn thua gì nữa. Yeah. Trần Ngô Tuân Huấn nói rất rõ đó. Yeah. Những cái lý chứng đó, yeah, ừ, là hoàn toàn những cái vị nào mà bảo giáo dân bỏ tiền cho nhà dòng hay là cho tôi để làm lễ đời đời đó là sai với giáo luật. Yeah. Sai với, vâng, giáo luật, vâng, hoàn toàn. Vâng. Tôi xin nói là rất là đúng. Không nên dùng tiền bạc. Dạ, vâng, để đánh lừa giáo dân, dạ, như vậy. Nói ra thì nó hơi va chạm, nhưng mà trong một tuần hơn nó là phải nói lên. Dạ, vâng. Đừng để cho một số người lấy tiền rồi lừa giáo dân. Ngài dùng cái chữ này này. Dạ. Buôn thần bán thánh. Ừ. Rất, dạ, là nặng. Dạ, dạ. Simony, cái tiếng cái tội đó là cái tội rất là nặng. Dạ. Mượn lấy tiền để buôn thần bán thánh. Vâng. Không có cái lễ nào lễ đời đời hết. Thấy không? Để, vâng, dâng lễ, vâng, hết. Cho nên là tôi cũng chỉ xin phép là tôi cũng chẳng phải nhà giáo luật. Nhưng mà tôi thấy cha Ngô Tuân Huấn đưa ra những cái lý chứng hay quá đi. Thì tôi cũng xin là những cái vị nào mà lừa giáo dân đừng có lừa nữa. Dạ, vâng. Và giáo dân cũng đừng có tin nữa. Dạ, vâng. Ừ. Tiện đây có thể xin cha cắt, ừ, nghĩa thêm cái ý nghĩa mà khi mà giáo hội cho phép các linh mục nhận những cái tiền, ồ, lễ đó. Vâng. Thì có lẽ là cái bổng lễ đó, thì giáo dân có thể hiểu rõ hơn là thế này này, để tránh cái vấn đề hiểu lầm là mua thần bán thánh. Thật, yeah, ra đó là tôi ví dụ thôi. Yeah. Ở một số nước như nước Mỹ đó thì các linh mục thường thường là có một chút lương, yeah, vâng, để sống. Yeah. Phải không? Tại vì cái xã hội văn minh Mỹ là như thế. Ừ. Cha nào cũng có một số nào đó để mua quần, mua áo, yeah, mua đôi giày, đôi dép, mua xe đi, rồi mua, yeah, xăng, rồi bảo hiểm, vân vân. Tức là đó, lương bổng từ địa phận. Thì không phải từ địa phận, mà từ giáo dân. Từ giáo dân. Yeah. Từ giáo dân. Đó là cái sự công bằng. Yeah. Linh mục phục vụ giáo dân. Thế bây giờ muốn mua cái áo thì lấy tiền đâu ra mua. Yeah. Thấy không? Không lẽ mà đi, yeah, đi xin à? Yeah. Rồi đi di chuyển, đi ra nghĩa trang, đi sức dầu bệnh nhân phải có xe. Dạ, vâng. Mà bây giờ không thì phải có cái lương. Nhưng, dạ, mà lương hay lắm, tối thiểu để cho đủ sống. Dạ. Cha nào cũng vậy hết á. Vâng. Thế nhưng mà đó, ở một số nước không có cái truyền thống đó. Dạ. Như ở Việt Nam mình đâu được, không đâu có lương ở Việt Nam. Đấy đấy. Rồi
tôi nói là đại đa số các linh mục không có lương. Ừ, thì phải giáo hội mới cho phép là linh mục làm lễ hàng ngày thế này thế này này. Yeah. Giáo dân góp cho linh mục một chút tiền. Yeah. Để ngài có cái chi dùng. Vâng. Có thế thôi. Yeah. Đúng. Thành ra những cái bổng lễ đó là để chi dùng cho các linh mục, chứ không phải là dùng những tiền đó để mua cho cái ơn thánh của thánh lễ. Không, đó. Cái, chuyện, yeah, vâng. Cái chuyện đó như là mình xin linh mục mà dâng ý lễ thế này thế này, ví dụ như là cầu cho ông bà cha mẹ chết nhé, yeah. Thì mình như là gửi lại linh mục một chút quà. Yeah, vâng. Mà cái chút quà đó hầu hết rất nhiều nước trên thế giới là rất là vâng. Phải. Yeah. Tại vì nếu mà không có linh mục thực sự là không có đồng nào để mà mua cái giày đi hay là vâng, đó là mua cái xe, yeah, vâng. Hay là mua xăng chạy. Yeah. Thật sự là như vậy. Vâng. Tôi cũng xin phép nói mọi mẹ mò nghề nghiệp nói về tôi đó. Tôi cũng nhớ lại mà năm ở Việt Nam ấy, yeah. Tôi không biết làm sao mà có đủ tiền mua áo mua quần mà đâu có ai cho đâu, yeah. Chỉ có nhờ cái tiền lễ thôi. Yeah, vâng. Thì đó là giáo hội cho phép, nhưng yeah, mà nó có cái kỷ luật rõ ràng lắm. Yeah. Không có lợi dụng, không có lạm dụng. Vâng. Cái chuyện làm lễ để mà một trong những ví dụ là kỷ luật là như thế nào cha? Trong cái vấn đề là, cái luật như thế nào? Hay lắm, anh nói cái này tôi xin cho quý vị nghe để biết nhé. Mỗi một ngày linh mục chỉ được làm lấy một bổng lễ thôi. Ừ. Một ngày một. Yeah. Tôi ví dụ nha. Ở bên nước Mỹ bây giờ tôi ví dụ người ta xin tôi làm một lễ 5 đồng, 10 đồng, 20 đồng đại khái là rất là phổ thông bây giờ. Vâng. Thì thí dụ như là có 2-3 người xin thì tôi phải để cái người thứ hai làm ngày mai, yeah. Cái người thứ ba làm ngày mốt, yeah, vâng. Chứ không phải là gọi là đưa vào trong một ngày là ba ý lễ là làm một ngày. Tức đâu là mỗi thánh lễ chỉ có được một cái ý một lễ. Ý chỉ ý lễ ý thôi. Chỉ, vâng. Cái thứ hai, trong những cái sứ lớn đó, giáo hội nói rất rõ trong giáo luật đấy nha, yeah. Là tính làm sao trong một tháng thôi mình làm, thấy không? Mà nó dư quá, thí dụ như là 30 người xin lễ thì mình có thể mình để làm trong cái tháng đó. Vâng. Nhưng mà thí dụ 60-70 người đó, giáo hội đó nói rõ rằng là phải giúp những cái linh mục nào, những cái chỗ nào hẻo lánh, nhà nghèo á, đưa cho họ làm lễ dùng. Tức là gửi về cho các linh mục bất cứ chỗ nào đó là người ta không có, yeah. Hoặc là đưa lên tòa giám mục để giám mục, yeah, lo vâng. Cái vụ đó. Ừ. Chứ không, yeah, vâng. không có không ôm hết được, yeah, có vâng. Khi cả một năm tiền lễ là sai. Thành ra con thấy cái kỷ luật và cái sự khôn ngoan của giáo hội rất rõ, để tránh những cái hiểu lầm. Yeah. Đó là cái tiền lễ là một cái tiền thánh. Dạ, yeah, vâng. Mà bây giờ mình lợi dụng mà buôn thần bán thánh thì có tội lớn lắm. Dạ, yeah, vâng. Dạ, yeah, vâng. Cảm ơn cha. Dạ. Vâng. Dạ, cảm ơn cha đã ra giải thích một cái đề tài rất quan trọng, rất quan trọng và ý nghĩa. Kính thưa quý khán thính giả, chúng tôi lại một lần nữa cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Chương trình của chúng tôi đến đây xin được tạm ngưng và mong gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Con xin kính chào cha và chào xin cha gửi lời chào đến quý khán thính giả. Xin kính chào, xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị nhé. Chúa quá thương con người, chính tôi, chính anh. Ngài đã giáng thế nơi chuồng chiên, Ngài sinh ra trong đêm lạnh giá. Chẳng tiếc Ngài vàng cao sang, Chúa đã đến. Chúa ơi vì chính con, Ngài không vì chính con, Giê-xu chết cách đau đớn, đến với thế gian lạc mơ, Giê-xu đã hiến con tim. Chúa ban trần thế một tình yêu.
Rồi thời gian trôi qua, tôi đã thấu hiểu món quà là chính Giêsu giáng trần. Thế anh, thế tôi, tình yêu thương quá đỗi tuyệt vời. Vì tình yêu Giêsu Ngài chết, ôi vì Chúa yêu người, ôi vì sao Chúa yêu Chúa ơi, vì chính con Ngài không Chúa thôi, đầy đời sống và mọi thứ thấy dâng cha Giêsu. Giêsu